Người dân Nam Hàn lo lắng trước việc hãng Apple thắng kiện hãng Samsung về bằng sáng chế, tin từ hãng Thành. Người dân Nam Hàn hôm nay bày tỏ sự quan tâm và lo ngại trước việc Bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ quyết định cho hãng điện tử Apple thắng kiện trước hãng Samsung. Tháng 4 năm 2011, hãng Apple đệ đơn kiện đối thủ Samsung đã vi phạm 7 bằng sáng chế trên điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad. Ngay sau đó, thì Samsung cũng phản pháo cáo buộc hãng điện tử Hoa Kỳ xâm phạm bản quyền của họ. Cuộc chiến đã lan rộng sang cả 4 châu lục, trong đó đã có hàng loạt đơn kiện giữa hai bên chuyển lên tòa án tại các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc và Nam Hàn. Trước đó một ngày, một tòa án của Nam Hàn đã kết luận cả Samsung lẫn Apple đều vi phạm bằng sáng chế của nhau. Tòa án nước này yêu cầu Samsung ngừng bán 10 mẫu sản xuất, trong đó có Galaxy S2, đồng thời Apple cũng bị cấm bán 4 dòng sản phẩm tại Nam Hàn, trong đó có iPhone 4. Tuy nhiên, bản án tại Hoa Kỳ là một thị trường công nghệ lớn nhất và ảnh hưởng nhất thế giới đã mang lại chiến thắng quan trọng nhất cho Apple. Trong đơn kiện, Apple muốn nhận được khoản tiền bồi thường lên đến 2.5 tỷ Mỹ Kim về phía Samsung. Tuy nhiên, thì phán quyết cuối cùng của tòa án chỉ yêu cầu Samsung bồi thường 1.05 tỷ Mỹ Kim cho Apple. Dư luận tại Hàn Quốc nói rằng, kết quả bản án cho thấy sự thiên vị của tòa án Hoa Kỳ chẳng qua là muốn bảo vệ lợi ích của quốc gia. Một người tên Kim Ki-kwan, 32 tuổi, cho biết phán quyết của tòa án Hoa Kỳ trái ngược với phán quyết của tòa án Hán Thành và ông nghĩ đây là một cuộc chiến vì lợi ích quốc gia. Những người khác nhận xét hãng Apple tỏ ra quá nhạy cảm về bằng sáng chế vì sự tăng trưởng quá nhanh của Samsung đang đe dọa vị trí của Apple trên thị trường thế giới.